Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News cùng với Duy Khang và Thi Nhung. Chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, thượng nghệ sĩ John McCain đã qua đời và hưởng thọ 81 tuổi. Cựu tù nhân trong chiến tranh Việt Nam, kim thượng nghệ sĩ tiểu bang Arizona John McCain đã vừa nhắm mắt lìa đời vào hôm thứ Bảy 25 tháng 8, hưởng thọ 81 tuổi. Ông John McCain, người từng công khai chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư não hiểm nghèo vào hồi tháng 7 năm ngoái. Vì lý do sức khỏe nên ông gần như không xuất hiện tại điện Capitol trong suốt năm nay. Gia đình thượng nghệ sĩ John McCain loan báo, ông đã nhắm mắt từ giả thế gian vào lúc 4 giờ 28 phút chiều, trong vòng tay yêu thương của vợ là bà Cindy cùng với con cái. Vào năm 2000, ông John McCain từng ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng đã bị thua trước đối thủ George Bush. Sau đó vào năm 2008, ông cũng ra tranh cử đối đầu với cựu Tổng thống Barack Obama. Ông John McCain đã đại diện tiểu bang Arizona tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ trong suốt 35 năm qua. Một nguồn tin thân cận đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ không được mời tới dự lễ tang của ông John McCain. Thưa quý vị, cũng tiếp theo bản tin vừa nêu, nhiều người đã quy tụ về nhà tang lễ ở tiểu bang Arizona để tưởng nhớ tới ông John McCain. Hàng chục cư dân của tiểu bang Arizona đã cùng nhau quy tụ về trước khuôn viên nhà quan, nơi vừa tiếp nhận linh cữu của thượng nghị sĩ John McCain vào ngày thứ Bảy 25 tháng 8 để bày tỏ lòng tôn kính tới cựu tù nhân chiến tranh nêu trên. Gia đình ông John McCain vào ngày thứ Sáu 24 tháng 8 từng tuyên bố rằng ông đã quyết định ngừng quá trình điều trị bệnh ung thư não hơn một năm kể từ khi được giới y bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình. Trước khi được mang đi an táng tại thành phố Annapolis thuộc tiểu bang Maryland, thượng nghị sĩ John McCain sẽ được tổ chức tang lễ nghiêm trang tại nhà thờ Washington National Cathedral. Các vị cựu tổng thống Hoa Kỳ như Barack Obama, George W. Bush và cựu phó tổng thống Joe Biden sẽ đến đọc điếu văn tại tang lễ của thượng nghị sĩ John McCain. Nổ súng chết người liên quan tới cảnh sát tại thành phố Charlotte ở North Carolina. Một nhân viên của cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ đã vừa nổ súng bắn chết một người đàn ông tại thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina vào thứ Bảy 25 tháng 8. Vụ việc được cho là đã xảy ra bên ngoài một quán bar Tropics and Lounge ở mạn Bắc Charlotte. Vào lúc bấy giờ, các nhân viên thuộc Bộ An ninh Nội địa đang cùng với cảnh sát tới kiểm tra cơ sở thương mại này. Đúng vào thời điểm khách hàng và người làm việc trong bar xảy ra ẩu đả vì mâu thuẫn. Một nhân viên công lực đã bị thương và được xe cứu thương đưa vào bệnh viện lân cận để điều trị. Danh tính của những người liên quan hiện vẫn chưa được tiết lộ cho đến khi giới chức trách hoàn tất tiến trình điều tra. Một người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng ở tại trường học thuộc tiểu bang Florida. Thưa quý vị, một người được cho là đã bị thiệt mạng và hai người khác đã bị thương sau một vụ nổ súng trên vận động trường của trường trung học tại thành phố Jacksonville thuộc tiểu bang Florida vào ngày thứ Bảy 25 tháng 8. Các nhân chứng kể lại, họ đã nghe được tiếng súng nổ khoảng 15 phút sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội Rain và Robert Lee High School. Nạn nhân kém may mắn được xác nhận là cựu học sinh của trường trung học Rain. Hai nạn nhân còn lại là học sinh đang theo học tại trường Robert Lee. Giới chức trách khu học chánh đã nói rằng an ninh vào lúc bấy giờ đang được thắt chặt và một nổ súng xảy ra bên ngoài khu vực được cài đặt thiết bị dò kim loại. Vẫn chưa có ai bị bắt giữ trong vụ nổ súng này. Thưa quý vị, CEO của trang mạng xã hội Twitter sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội sau 2 tuần nữa. Tổng giám đốc điều hành trang mạng xã hội Twitter theo dự trù sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng tới. Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện sẽ chất vấn ông Jack Dorsey về chính sách kiểm tra tài liệu của người dùng và nền tảng luật lệ của Twitter. Phiên điều trần này diễn ra ngay vào thời điểm các công ty công nghệ, trong đó có Twitter và Facebook, đang bị chỉ trích rằng đã cho lưu hành những thông tin thiếu trung thực nhằm để giúp cho Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa Kỳ. Trong buổi phỏng vấn cùng đài CNN vào tuần trước, giám đốc điều hành trang mạng xã hội Twitter Jack Dorsey nói rằng công ty của ông không nhằm mục tiêu vào những người có tư tưởng chính trị khác nhau. Phiên điều trần tại Quốc hội đã được ấn định diễn ra vào ngày 5 tháng 9 sắp tới đây.
Thưa quý vị, bản tin đời sống tiếp theo cho biết đàn báo con có nguy cơ bị tuyệt chủng đã được hạ sinh trên bán đảo Crimea. Thợ cầm viên Taigan Safari Park trên đảo Crimea vừa mới thông báo đến công chúng sự ra đời của hai con báo con thuộc giống Amur. Những con báo này rất dễ phân biệt do mỗi con có một màu lông khác nhau. Giám đốc vườn thú Taigan là ông Ole Zuko cho biết đây là lần đầu tiên báo mẹ Desdemona sinh con. Mặc dù còn nhiều điều lạ lẫm, nhưng Desdemona đã sở hữu nhiều phiên chức năng của một người mẹ. Ngay sau khi chào đời, đàn báo con đã được mang đi chụp hình với những con hổ trưởng thành trong sở thú. Mối liên kết đặc biệt giữa hai giống loài này đã khiến cho các nhân viên chăm sóc vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại thì loài báo Amur đang được liệt kê vào danh sách những con động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng khi chỉ còn vài chục con thú tồn tại trong thiên nhiên. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cùng trở lại với các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.